Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Hôm nay Làm Như Thế Nào sẽ giới thiệu với các bạn cách kiểm soát máy tính để xem ai log vào hay không, để lưu lại các sự kiện login và logout của máy tính. Windows đã có sẵn công cụ và chúng ta không cần phải cài thêm một phần mềm gì cả. Trước tiên, để bật tính năng lưu lại event, tức là lưu lại sự kiện của người sử dụng máy tính, các bạn nhấn phím Start. Sau đó các bạn tìm gpedit.msc. Các bạn có thể thấy ở đây chương trình đã được tìm ra, các bạn click vào để chạy. Sau khi Local Group Policy Editor đã khởi chạy, các bạn vào Local Computer Policy Computer Configuration và các bạn vào Windows Setting. Tại đây các bạn vào phần Security Setting. Các bạn vào tiếp Local Policy. Sau đó các bạn vào Audit Policy. Tại đây các bạn nhìn sang cửa sổ phía bên tay phải sẽ thấy Audit Logon Events. Các bạn click đúp vào. Một cửa sổ mới hiện ra, Audit Logon Event Properties. Các bạn đánh dấu vào cả Success và Failure. Sau đó các bạn nhấn OK. Các bạn đóng lại. Như vậy từ bây giờ, các sự kiện đăng nhập và thoát hệ thống sẽ được lưu lại. Để kiểm tra các sự kiện thì các bạn lại vào nút Start. Tại ô tìm kiếm các bạn gõ Event Viewer. Ở đây các bạn đã thấy program đã có Event Viewer, các bạn click để chạy. Tại menu phía bên tay trái, các bạn có thể thấy Event Viewer Local. Các bạn chọn tiếp Window Log. Tại đây các bạn chọn Security. Tại phần Security này đã lưu các event bao gồm thời gian, nguồn sự kiện và ID. Tại phần Event ID để biết các tác vụ đăng nhập và đăng xuất hệ thống, tức là đăng nhập sử dụng máy của chúng ta, thì các bạn tìm Event ID có dạng có số là 6424 4624. Ví dụ ở đây các bạn thấy Event có tên 4624 Logon. Các bạn thấy các thông tin Security ID, System, Account Login là Account Ngọc Nguyễn PC và bảng thông tin chi tiết ở phía bên dưới. Thời gian login là 2 giờ 50 phút chiều ngày 9 tháng 9 năm 2014. Login thành công. Như vậy, với các thao tác này các bạn có thể kiểm soát được ai đã sử dụng máy tính của mình trong lúc mình không ở đó, hoặc là máy tính của mình đã được sử dụng như thế nào. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.